Lý Nhã Kỳ đã chính thức công khai chia tay người yêu dấu mặt sau 9 năm bên nhau. Liên hệ với Lý Nhã Kỳ, chị cho biết, thực ra mối tình này đã hoàn thành được một thời gian rồi chứ không phải chúng tôi vừa mới chia tay. Tôi không công khai người yêu vì muốn giữ an toàn, riêng tư cho cả hai đứa. Tại sao chị lại chọn thời điểm này để thông báo chuyện chia tay? Tôi không chọn mà chỉ đơn giản là cảm thấy muốn được tâm sự, chia sẻ nên viết ra vài dòng thôi. Cái gì giữ quá trong lòng cũng không tốt, mà thiếu nữ như tôi lại hay đa sầu đa cảm, dễ rơi vào trạng thái cô đơn, trầm kha, nên nhiều khi cần được tâm sự, sẽ chia để được giải tỏa, cho nhẹ lòng hơn. Hơn nữa, tôi cũng biết rằng chuyện tình yêu của tôi bao năm qua vẫn khiến mọi người mày mò, rồi đồn thổi, nói này nói nọ. Tôi không công khai người yêu của mình vì muốn giữ an toàn, riêng tư cho cả hai đứa. Nhưng nhiều khi việc giấu đi và sự quan tâm của công chúng lại khiến mình mệt mỏi. Tôi áp lực nhiều lắm. Bản thân công chúng cũng cảm thấy ức chế khi đổ dồn sự quan tâm về phía tôi mà không nhận về được thông tin gì. Vì vậy, tôi muốn được nói ra một lần, thứ nhất để chia sẻ với những người yêu thương tôi, giúp họ hiểu tôi hơn và bản thân tôi cũng khuây khỏa, thứ hai để mọi chuyện được đi đến hồi kết, không còn bị dư luận đồn đại như một bí hiểm nữa. Tôi nhắc lại, kể từ hiện nay tôi và người yêu không còn liên quan đến nhau, nên mong mọi người ngừng đồn đoán, đưa những thông tin không chính xác nghiệp về tôi và anh ấy. Đại gia có cả trăm ngàn người, bất cứ cô gái nào cũng yêu đại gia được, thì đó đâu phải chuyện đáng để quan tâm, mày mò. Người yêu chỉ là một đại gia. Tôi không phủ nhận chuyện này. Nhưng tôi nghĩ, việc người yêu tôi là đại gia không cần thiết. Bây giờ, chỉ cần kinh khủng doanh thành đạt đã là đại gia rồi, có gì to tát đâu. Đại gia có cả trăm ngàn người, bất cứ cô gái nào cũng yêu đại gia được, thì đó đâu phải chuyện đáng để quan tâm, mày mò. Bản thân tôi cũng là một đại gia chứ. Tôi cũng đang tự kiếm ra tiền bằng việc kinh khủng doanh cơ mà. Như đã nói, quan điểm của tôi là thực tế kỳ vọng hạnh phúc. Dù yêu nhau đến mấy cũng không thể một túp lều tranh hai trái tim vàng. Người nam nhi giỏi phải là người nam nhi đảm bảo được kinh khủng tế, để làm chỗ dựa vững bền cho người thiếu nữ, giúp họ cảm thấy bình an, yên tâm xây dựng tổ ấm. Tình yêu mà nay phải lo bữa nọ, mai phải lo bữa kia thì không còn sự ngọt ngào, lãng mạn nữa, lâu dần sẽ khô cằn, chỉ còn lại sự chịu đựng. Như thế thì không thể có được hạnh phúc. Bởi vậy, việc người thiếu nữ yêu người nam nhi có tài năng làm chủ kinh khủng tế không có gì sai trái. Bản tính của thiếu nữ luôn là phái yếu đuối, dù khỏe khoắn, tài giỏi đến đâu vẫn cần có một người nam nhi làm chỗ dựa, che chở. Đó là đặc quyền của thiếu nữ và cũng là cái giúp họ quyến rũ hơn. Phụ nữ mà khỏe khoắn quá chẳng khác nghiệp nào con hổ đơn lẻ trong rừng, không ai bên cạnh. Dù tôi kinh khủng doanh nhiều đến thế nào, đi đây đi đó, quan hệ bao la khắp thì trong sâu thẳm, tôi vẫn có những phút yếu đuối đuối, cần được bảo vệ, sẽ chiêu. Và hiển nhiên, người khiến tôi có thể dựa vào phải là người giỏi, có vị thế hơn tôi, để cho tôi cảm giác nghiệp được bảo vệ. Không người thiếu nữ nào lại yêu người nam nhi soàn xỉn cỏi hơn mình. Hơn nữa, người nam nhi phải cho mình sự kỳ vọng, để cùng nhau đi lên. Khi sự kỳ vọng đã không còn thì tình cảm cũng nhạt phai. Tôi vẫn biết ơn anh ấy vì đã có mặt đúng lúc tôi cần. Phải chăng người yêu đã giúp chị rất nhiều để có được cơ ngơi ngày hôm nay? Chị và người yêu đã từng là một phần cần thiết của nhau suốt 9 năm qua. Không hẳn, trước khi gặp gỡ anh ấy, tôi đã mở màn kinh khủng doanh và làm đại sứ, nhập cuộc các nghiệp hoạt động thôn hội. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận anh ấy đã trợ giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và tình cảm. Khi thân phụ rời tôi đi xa, tôi cảm thấy trống vắng, hụt hẫng như mất đi một phần cuộc sống. Đúng lúc đó, anh ấy hình thành và chìa bàn tay tóm lấy tay tôi, đỡ tôi dậy để cùng tôi bước tiếp. Anh ấy cho tôi biết kỳ vọng, phấn đấu để đi lên, để biết rằng cuộc sống gian nan này vẫn còn nhiều niềm vui. Nhờ có anh ấy, tôi khoảng khoáng hơn và tìm được nhiều cơ hội để tạo ra bản thân mình hơn. Những lúc gian nan, anh luôn bên tôi. Từ khi gặp gỡ anh, con đường tôi đi không còn đơn lẻ, mà đã có người đồng hành, để chia sẻ mọi tâm tư, câu chuyện, niềm vui, nỗi buồn.
Đến giờ, tôi vẫn biết ơn anh ấy vì đã có mặt đúng lúc tôi cần và trở thành một phần cần thiết trong câu chuyện thanh xuân của tôi. Chắc chắn rằng cho đến những năm tháng sau này, anh vẫn sẽ là thanh xuân ấy. Tôi nghĩ nên một lần nói ra, để ngừng mọi đồn đoán. Vậy, tại sao chị lại quyết định chia tay với người yêu sau 9 năm bước cùng nhau một con đường? Có những sự thật đáng buồn lẫn đáng tiếc. 9 năm là một khoảng thời gian dài để có với nhau nhiều kỷ niệm. Chúng tôi cũng có những phút thăng trầm, sóng gió, để rồi lại vượt qua cùng nhau. Nhưng đến một lúc nào đó, mọi chuyện không còn kiểm soát được, khiến ta phải buông tay. Dù rất gian nan, khổ cực, nhưng nếu không quyết định, sẽ chỉ càng làm cả hai thêm đau đớn. Chỉ có thể tiết lộ nguyên nhân chia tay giữa hai người. Ban đầu tôi chỉ định công khai chuyện chia tay người yêu thôi. Nhưng hiện tại mọi người đang hiểu sai tất cả nên có những đồn đoán ác nghiệt ý, gây ảnh hưởng tới cả tôi lẫn người yêu tôi. Bởi vậy, tôi sẽ nói ra một lần, để ngừng mọi đồn đoán, lời ra tiếng vào về tôi và người yêu suốt 9 năm qua. Chúng tôi chia tay đơn giản vì anh ấy đã tìm được tình yêu mới với một người thiếu nữ khác nghiệt. Khi người nam nhi tìm thấy hạnh phúc mới, mình có níu kéo cũng không được gì, nên hãy bình thản chấp nhận và để anh ấy độc lập đi theo tiếng gọi con tim. Tôi đã đợi anh ấy quay về suốt một năm qua, nhưng dường như mọi thứ đã đi quá xa rồi, không thể tóm lại được nữa. Cảm giác nghiệt hiện tại của chị thế nào? Tất nhiên là tôi khổ cực lắm chứ. Trong 9 năm yêu anh ấy, tôi phải chịu nhiều đồn đoán, uất ức trước dư luận. Ước mơ của mọi thiếu nữ là được khoe người yêu mình, để tự hào và biểu thị sự hạnh phúc của mình. Nhưng tôi thì không. Tôi không được làm những điều mà những người thiếu nữ khác nghiệt được làm. Tôi đã đợi anh ấy quay về suốt một năm qua, nhưng dường như mọi thứ đã đi quá xa rồi, không thể tóm lại được nữa. Nhưng trong lúc khổ cực nhất, tôi lại nhớ về những lời Trịnh Công Sơn nói. Con người hình thành vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp gì bất toàn? Nó xinh đẹp gì nó luôn luôn lầm lỗi? Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác nghiệt. Không có ai lan trả. Không có ai phản bội ai. Có thứ tình này, có thứ tình nọ. Có tội tình và có thiên thần. Đừng khen chê, bôi bác nghiệp, thẩm định. Được yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì bao la quá, không yêu được chốn này thì yêu nơi khác nghiệt. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu. Vậy nên với tôi lúc này, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là tôi mừng rồi. Chỉ có còn yêu anh ấy. Tình yêu 9 năm không thể nói quên mà quên được. Tôi vẫn yêu anh ấy nhiều lắm, yêu như chính thanh xuân của tôi. Nhưng tình yêu và thực tế nhiều khi có những cách ly biệt phũ phàng. Tôi cho đây là nhân duyên. Giống như Đức Phật đã nói, mọi thứ là vô thường, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Trong tan có hợp, trong hợp có tan. Hợp rồi sẽ có lúc phải tan và tan lại là tiền đề cho hợp. Mọi thứ cứ thế nảy mầm. Đó là quy luật cuộc sống. Cho đến giờ, tôi vẫn nói lời cảm ơn đến anh, người đã cùng tôi viết nên 9 năm thanh xuân ấy, người đã dành 9 năm đi cùng tôi trên một con đường. Nhưng duyên số tôi và anh chỉ đi cùng nhau một con đường thôi. Tôi vẫn sẽ phải bước tiếp con đường của mình. 9 năm qua như một giấc mơ có thật với tôi. Bây giờ tôi sẽ mơ tiếp giấc mơ của mình. Chúc anh được hạnh phúc. Chị có ý muốn gì trong thời gian sắp tới không? Hiện tại tôi phải khỏa khoáng để nối tiếp công việc. Bạn bè khuyên tôi nên đi du lịch cho khuây khỏa, nhưng tôi còn nhiều việc lắm. Tháng 12 này tôi sẽ khai trương resort của mình. Tôi muốn xóa đi Lý Nhã Kỳ của quá khứ, thay đổi Lý Nhã Kỳ của hiện tại để hướng tới một Lý Nhã Kỳ của tương lai, nhưng sẽ rất gian nan vì còn nhiều nút thắt.